Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, như vậy là chúng ta đã bước vào những ngày cuối tháng 10 âm lịch. Tháng 10 sắp đi qua nhưng vận đen vẫn liên tục bủa vây những con giáp này. Đây là những con giáp vô cùng xui xẻo, ra đường gặp họa liên miên, trong công việc luôn bị đồng nghiệp chơi xấu, cấp trên khinh thường. Chuyện tình cảm cũng trắc trở vô cùng, vợ chồng cãi vã trong ngoài không yên. Vậy những con giáp xui xẻo nhất ngày 22 tháng 10 âm lịch là những con giáp nào? Xin mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi ngay sau đây. Một, tuổi Sửu. Ngày 22 tháng 10 này không phải khoảng thời gian người tuổi Sửu gặp nhiều may mắn. Hơn nữa, bạn lại khá nhạy cảm khi mà gặp các tình huống khó xử. Vì thế hãy cố gắng tiết chế lời nói để tránh xảy ra những hiểu lầm không đáng có, gây ra những rạn nứt trong các mối quan hệ. Có nhiều tác nhân gây ngăn trở cho cuộc sống của bạn trong hôm nay, do đó các kế hoạch to lớn nên để sang thời gian khác thích hợp hơn. Có nhiều khi, một khi cơ hội đầy triển vọng lại tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ đấy. Tài lộc cũng không có dấu hiệu tăng tiến so với tháng trước vì bạn phải tốn quá nhiều thời gian giải quyết các rắc rối. Con giáp tuổi Sửu cần phải cắt bớt những khoản chi tiêu không cần thiết, không nên mua sắm bằng khoản tiền tiết kiệm để đề phòng cho những lúc khó khăn. Đặc biệt là với những khoản đầu tư được mời chào là có lãi suất lớn thì bạn cần tránh xa ngay lập tức. Trong chuyện tình cảm, người đã có gia đình cần cẩn trọng, tránh đứng núi này trông núi nọ, khiến bản thân rơi vào tình huống khó xử và người nhà phải tổn thương. Nếu đang có những khúc mắc nên mạnh dạn nói ra, việc giữ im lặng chỉ khiến mối quan hệ trở nên xa cách hơn. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Sửu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 2. Tuổi Dần. Người tuổi Dần có một ngày 22 tháng 10 âm lịch không mấy vui vẻ khi phải đối diện với hình hại vô ơn. Thay vì trách mắng người ta, bạn hãy học cách lắng nghe nhu cầu tinh thần của chính mình. Khi bạn bình tĩnh hơn, bạn sẽ có khoảng thời gian yên bình và ổn định. Ngũ hành xung khắc nhắc nhở bạn cần cẩn trọng với những người tưởng như là thân thiết. Đã đến lúc bạn cần cắt đứt những mối quan hệ độc hại đang ảnh hưởng đến thể chất lẫn tinh thần của mình. Việc này có thể không dễ dàng chút nào nên cần sự quyết tâm cao. Trong thời điểm không gặp được nhiều cơ hội, người tuổi Dần nên tự nhắc nhở mình rằng hãy đối mặt với những hối tiếc và căng thẳng trong quá khứ để từ đó tìm hướng đi phù hợp trong tương lai. Nếu ngày 22 tháng 10 này mãi để bản thân vướng vấn những chuyện đã qua, bạn sẽ gặp rắc rối trong thời gian tới. Khi tài chính không quá dư giả, bản mệnh nên thận trọng trong chi tiêu, tránh phung phí. Nếu muốn mua những món đồ đắt tiền thì bạn nên lên kế hoạch trước một khoảng thời gian. Đồng thời bạn cũng nên chú ý đến những lựa chọn cá nhân, làm việc gì cũng nghĩ trước, nghĩ sau, luôn hướng tới trách nhiệm với bản thân và gia đình. Cũng vì cái tôi quá cao, bạn thường xuyên nóng giận, cáu gắt, khiến các mối quan hệ rạn nứt. Hãy tìm cách thay đổi cái tính xấu của mình, đừng cho rằng đó là bản tính của mình thì người khác phải chấp nhận. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dần cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 3. Tuổi Mão. Thương quan xuất hiện trong ngày 22 tháng 10 âm lịch là lúc con giáp tuổi Mão nên chậm lại tiến trình của mình, đừng để tay nhanh hơn não, bạn nên có sự cân bằng trong mọi công việc ngày hôm nay nhé. Nếu có vấn đề xảy ra, bạn cần chủ động nhận lỗi và sửa lỗi, còn nếu tìm cách trốn tránh trách nhiệm, bạn sẽ làm xấu đi hình ảnh của bản thân, khiến mọi người xung quanh cảm thấy phiền phức. Hung tinh xuất hiện còn đem tới điểm báo tai nạn bất ngờ, do đó bản mệnh phải luôn đề cao cảnh giác khi tham gia giao thông. Nếu có dự án lớn thì không nên vội tiến hành, nên để sang tháng sau thì sẽ thuận lợi hơn. Cục diện kim mộc xung khắc cho thấy tình cảm đôi lứa lục đục, vợ chồng có nhiều bất đồng, có thể cơm không lành, canh không ngọt. Trên phương diện cảm xúc, người độc thân thường thích ở một mình, không thích đến những nơi đông người nên cơ hội gặp gỡ, giao lưu với mọi người khá hạn chế. Vì thái độ thờ ơ này nên chuyện tình cảm không có dấu hiệu khởi sắc cũng là điều dễ hiểu. Các cặp đôi bắt đầu nhận thấy những khác biệt trong tính cách giữa hai người, có những vướng mắc chưa giải thích hết được trong lòng cả hai. Dù đôi bên đã cố gắng rất nhiều nhưng dường như tình cảm không đạt được mong muốn. Nếu mâu thuẫn xuất phát từ bạn thì bạn nên tìm cách tháo gỡ càng sớm càng tốt.
Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mão cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 4. Tuổi Dậu. Vận khí sa sút là nguyên nhân khiến đủ chuyện xui xẻo ập đến với người tuổi Dậu. Điểm báo tử vi cho thấy bạn sẽ gặp phải không ít chuyện bực mình, phiền não. Theo đó, con giáp này có thể sẽ phải chịu nhiều áp lực trong công việc cũng bởi không tìm được tiếng nói chung với đồng nghiệp và cấp trên. Đặc biệt là trong ngày 22 tháng 10 âm lịch, cảm giác lạc lõng giữa tập thể chẳng hề dễ chịu. Bạn thực sự cảm thấy mệt mỏi và chán nản với công việc hiện tại. Hãy suy nghĩ thật kỹ nếu có ý định nghỉ hoặc thay đổi công việc trong thời gian tới. Vận xui đeo bám khiến tình duyên của những chú gà khá lận đận. Nếu đã có đôi hay đã lập gia đình, bạn nên tìm cách cân đối giữa thời gian dành cho công việc và cuộc sống riêng tư để tránh bị cuốn theo những mối lo toan mà dần rời xa với những người mình yêu thương. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dậu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 5. Tuổi Tuất. Ảnh hưởng của thiên quan không nhỏ khiến tuổi Tuất cần chút thời gian để củng cố niềm tin trước khi nghĩ tới việc cần ai đó giúp sức. Bạn cần tự tin vào khả năng của mình. Ngay khi bạn tin tưởng vào chính mình và người yêu thương, mọi việc sẽ tốt đẹp. Rất tiếc khi người tuổi Tuất cũng là một trong những con giáp xui xẻo nhất trong ngày 22 tháng 10 âm lịch. Hung vận hôm nay của bạn khá lớn, nguy cơ đụng độ tiểu nhân là không nhỏ. Cũng chính vì sự chủ quan và nhẹ dạ cả tin của mình, bản mệnh có thể vô cùng đắc tội tiểu nhân lúc nào không hay. Do đó bạn cần phải cẩn trọng với những người xung quanh mình, có nhiều người đang ghen tị chứ không thật lòng muốn đối đãi tốt với bạn như bạn nghĩ đâu. Thời điểm này bạn cũng cần phải tỉnh táo để giữ chặt túi tiền của mình càng sớm càng tốt. Hung vận lớn là điềm báo dù bạn có tiền trong tay nhưng lại không giữ được. Bản mệnh có cơ hội kiếm tiền, tài lộc tăng tiến giúp thay đổi vận mệnh, nhưng tiểu nhân trong bóng tối ngấm ngầm tìm cách quấy phá, chiếm đoạt lợi ích từ bạn. Lời khuyên cho những chú chó là nên thận trọng hơn trong các mối quan hệ của mình. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tuất cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. 6. Tuổi Hợi. Do tác động của tương hại khiến con giáp tuổi Hợi muốn bỏ cuộc, có thể vì bạn thấy dường như mình đang cố gắng quá sức trong suốt thời gian dài. Thay vì trốn tránh, hãy nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, bạn sẽ không phải hối tiếc. Hôm nay đòi hỏi con giáp tuổi Hợi phải đủ bình tĩnh khi mà tỷ kiên đẩy bạn rơi vào một tình thế khó xử, khi có người nói điều gì đó làm lung lay niềm tin của bạn. Hãy tìm hiểu thêm thông tin và xác nhận lại những gì bạn đã biết hoặc chưa biết, rồi bạn sẽ biết mình nên quyết định như thế nào lúc này. Ngũ hành tương sinh giúp cho các mối quan hệ của bản mệnh trở nên hài hòa hơn bao giờ hết. Thậm chí một số hiểu lầm trước đây được hóa giải khi bạn chủ động mở lời trước. Bạn đã tìm được niềm vui trong việc gắn kết, tương tác với mọi người. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Hợi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích hơn nữa. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Mọi thắc mắc của quý vị hãy để lại comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 34 9119 để được tư vấn chi tiết. Quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào chuông để nhận thông báo mới nhất của kênh để đừng bỏ qua bất kỳ video và thông tin mới nhất nào của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.